Hey, xin chào các bạn, và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái LiDAR scanner, tức là cái máy quét 3D đơn giản. Nó nhằm để ghi lại chiều sâu không gian, nó phát họa một không gian 3D đơn giản. Đúng không? Thì nguồn các bạn có thể vào cái trang LiDAR scanner này để các bạn xem nó gồm có những gì. Đúng không? Để tôi giảm một tí cập. Đây, đây là cái trang giao diện mà nó được trích xuất ra, nó được tìm kiếm ra. Ở đây các bạn có thể xem được cái video mà demo của nó. Đây là cái mạch nguyên lý của nó được vẽ trên phần mềm. Gồm hai server và các linh kiện media lighter bộ thấp nguồn đấy, thì cái mã Arduino là nó dùng để di chuyển server và nó đọc cái cảm biến, và trong này nó được miêu tả khá rõ, thì các bạn đọc bằng tiếng Anh thì các bạn dễ hiểu hơn. Đúng không? Bạn nào học là đọc giỏi tiếng Anh thì các bạn sẽ đọc nó tốt hơn. Đó là chúng ta có thể đọc từ cảm biến bên trong với cái vòng lặp mà lồng nhau, đúng không? Và các server hoạt động là nó linh hoạt. Giải pháp chúng ta điều khiển cái bên trong của vòng lặp Arduino đấy để làm cho các server nó di chuyển. Đấy, khi mà giao tiếp với máy tính thì thời gian để tìm ra chuỗi được gửi qua cổng nối tiếp thì đó là một cái chuỗi dài cố định và có thêm vào các số không đầu, các góc độ, các giá trị cảm biến mà nó có thể giải quyết vấn đề mà chúng ta được đưa ra, đúng không? Ok, và ta sẽ cùng xem lại một lần nữa cái mạch nguyên lý này. Chắc nữa tôi sẽ có một cái show cho các bạn, trình bày cho các bạn nó cụ thể hơn, chứ nó không có sơ sơ như thế này. Các server đến, các server là HS422, nên nhớ cái loại này nhé. Và bạn cũng còn phải sử dụng pin nữa, đó là cái bộ sạc trên di động. Có dung lượng là 15 mega, và số lượng sạc tối thiểu là 2,1 ampere. Phần mềm này chắc nữa tôi sẽ trình bày cho các bạn phần mềm, đúng không? Đây là cái dòng mã của các bạn. Dòng mã khi mà cái vòng lặp của nó, nói chung là vòng lặp đơn giản đó các bạn, nó nhằm mục đích là kiểm tra tình trạng hiện tại của cái chương trình, nó đã quyết định là để làm gì, sau đó nó sẽ thực hiện cái vòng lặp đó, đúng không? Và các dòng mã đầu tiên được tạo ra bởi cái đối tượng ấy, đó là Rendering Window hoặc là Inlook Manager. Đấy. Hoặc là các mảng của nó. Sẽ được hiển thị ở trên màn hình. Đúng không? Các bạn có thể chạy nó, là đầu tiên là running. Sau đó các bạn sẽ update cái object của nó. Tôi không đi sâu vào code của nó bởi vì giải thích code của nó rất là lâu, cho nên tôi sẽ lướt qua phần code này để tôi phóng to lên để các bạn có thể xem được cái code của nó.
Ok, nên thì cái đối tượng mà inbox manager thì chịu trách nhiệm là vào ra. Thì đó có nghĩa là lưu cái tập tin lại và nó tải cái tập tin, đọc cái máy chính, đọc các tín hiệu nối tiếp, tất cả mọi thứ ra vào có liên quan, đúng không? Còn cái Windows Manager ấy, đâu rồi? Cái Windows Manager đâu? Windows đây, thì nó sẽ vẽ màn hình 3D ra cho các bạn. Nó cho phép người dùng tương tác ở chế độ xem nó. Và ngay cả khi người dùng ở trong menu, tức là đối tượng này có trách nhiệm là nó vẽ khung hình ra. Nó hiện ra tất cả cái khung cảnh ở bên ngoài, thiết lập ký tự và thay đổi các tham số thích hợp ở chế độ 3D và chế độ 2D. Các bạn đọc này, để dữ liệu trong màn hình vào cái khối lập phương thì chúng ta có cái lớp cover để chỉ vị trí kích thước màu sắc của nó. Đấy. Cái trình Windows Elementor thì cơ bản là một cái lớp quản lý tất cả mỗi người có một cái vị trí kích thước văn bản khác nhau. Các bạn đọc và các bạn hiểu ý tưởng của phần mềm đơn giản thì các Adobe sẽ đọc cái cảm biến và gửi dữ liệu nối tiếp lên máy tính của chúng ta. Dữ liệu vừa đến bao gồm khoảng cách và góc của một cơ bước, đúng không? Trong cái chương trình chi cầu cổng là thư viện của nó thì chúng ta sẽ đọc dữ liệu nối tiếp theo từng khoảng cách một, từng lô một, và khi chúng ta sử dụng các USB đọc từng nối tiếp thì chúng ta sẽ sử dụng công việc xung quanh với dữ liệu. Đó. Nó sẽ tốt hơn nếu mà có một cái update USB hoặc là serial port mà nó được gắn vào phần mềm đọc dữ liệu và thay đổi tọa độ sang cái dạng là để các pixel ở cái góc thông thường. Điều này được thực hiện dễ dàng qua Arduino và toàn bộ hình cầu, đúng không? Thì chúng ta có thể thấy được cái phần mềm ở phía dưới này. Chúng ta có thể thấy được cái phần mềm ở dưới này. Bạn chọn và tải một tập tin thì nó bắt đầu nó hiển thị cái một bảng mà trước khi tập tin nó. Chế độ chụp thì nó cũng có trong cái thời gian thực và có thể xem tất cả cái dữ liệu trên màn hình chụp. Vậy thì quay trở lại, chúng ta đi sâu hơn. Vậy thì cần những cái linh kiện nào, cần những cái nguyên lý chúng ta lắp ráp như thế nào thì chúng ta cùng qua một cái phần trọng tâm sau đây. Đầu tiên là linh kiện chúng ta phải sử dụng Uno R3. Tiếp theo là cái Lidar Lighter 3 laser đây. Đây giá của nó khá mạnh, giá nó khá đắt. Chúng ta có hai loại, một loại là BD06 và một loại là RB, đây cũng RB. Có hai loại giống nhau các bạn. Nhưng mà về giá cả thì nó lại khác nhau. Khác nhau có vẻ là nó khác nhau trong cái kích thước, trong cái cấu hình của nó. Tiếp theo là cái màn hình LCD dùng cho cái con Arduino này. Tôi dịch ra cho nó dễ hiểu nhé. Đây, bàn phím LCD Arduino, nó tương thích với Arduino đó các bạn. Các bạn có thể đặt mua nó là 14,39 đô. Nhưng chúng ta đặt mua trên mạng hoặc là chúng ta có thể đặt mua ở mấy cái cửa hàng bên kia Robotics chẳng hạn. Đây.
Sailor. Nó có nút reset, nó có đèn, đèn led. Đây là cái bộ nguồn của chúng ta. Dây nối nguồn 7,5V và 1A. Đầu ra là DC, đầu vào là từ 100 đến 240 40V, nghĩa là chúng ta có thể cắm trực tiếp vào màn hình dân dụng của chúng ta. Ok. À, cái này thì dễ rồi. Không cần phải nói cho các bạn biết rồi. 1000 microfarad. Tổ hóa. Con LM7805CT. Đây là bộ điều chỉnh giảm áp. Dùng để hay nó chính là cái con ổn áp. Chúng ta quen gọi là con ổn áp. Đây là cái bo giác cắm của cái bo, đúng không? Giác cắm 2,1 mm. Ok. Thì chúng ta có thể đặt mua tại cái trang mạng này nếu như chúng ta tìm không ra được cái nguồn hàng ở trên Robotics, ở trên các trang bán linh kiện, đúng không? Nó chuyển quốc tế khắp nơi. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ vào một cái phần chính đây. Bạn nhìn xem này nhé. Điều kiện bạn làm quen ở đây cũng tương tự như thế, kéo lên cho các bạn thấy. Đây cũng thế, đây nó có điều kiện trên mạng, là trên giao diện của máy tính kết nối với PC. Thấy là quen đấy các bạn, thấy không? Và cái phần sơ đồ của chúng ta có thể xem sơ đồ đó bao gồm hai server được nối với trên server X thì chúng ta nối chân vàng với chân xoa, chân đỏ thì chúng ta nối với đây là kéo xuống này nhưng rõ cái này ta nối với một chân của con hồng nát. Trên con đen ta nối một chân với tổ hóa đầu âm, nối với chân đất của con 7805, nối với chân âm của con Anodo. Còn con Lina Lighter này thì một chân chúng ta sẽ nối với SCL của con Uno R3. Chân Vin Blue thì chúng ta nối vào SDA. Chân đen của nó, chân Black thì chúng ta nối với chân âm chân ND của Uno R3. Chúng ta nối với cái sơ đồ của trong anh nè. Bây giờ tôi sẽ phóng to lên để các bạn dễ nhìn thấy nhé. Phóng to lên, thấy không? Vậy thì cái phần mềm của nó ấy, phần mềm của nó là có trong cái trang này. Đấy. Đấy, các bạn để ý cái đường link này. Đấy, các bạn chỉ cần nhấp vào đây, tải cái phần mềm nó về. Và ở đây thì quay trở lại phần mềm của nó.
của nó. Bây giờ thì sau khi mà chúng ta tải phần mềm, chúng ta chạy cái rồi, thì bây giờ chúng ta xây dựng cái sản phẩm của chúng ta. Chúng ta xây dựng như thế nào? Đầu tiên là chúng ta cắt cái cổng OD như thế này. Đấy. Để cái server vào và cố định nó bằng keo keo đến. Sau đó kết nối tất cả các bạn lại với nhau. Kết nối tất cả các bạn lại với nhau. Chúng ta cắm ghi lên những cái sơ đồ như thế này. Đấy. Chúng ta cắm cái đường như này. Và sau khi mà server được sử dụng từ cái ADN đấy của Ando mà nó không đủ mạnh ấy, thì chúng ta nên thay vào cái con HS422 mới. Ando cung cấp năng lượng đến tất cả thiết bị điện tử. Do vậy là khi mà chúng ta di chuyển thì cái server nó sẽ quét di chuyển theo. Còn cái bộ khung video đây, cái bộ này video lighter này, thì chúng ta có thể là dùng các dây cảm biến và các server nối các dây lại với nhau và bằng phần mềm. Mọi thứ thì chúng ta chỉ việc là kết nối với Arduino và chúng ta chạy mã được viết và thử nghiệm trong cái thời gian như của nó, và chúng ta có thể được ở đây có nói là độ chính xác là từ Joule 2.5 cm, thì trong cái khoảng này thì nó đo chính xác. Thì cái con cảm biến nó có thể đo là khoảng cách 10 mét. Đây là kết quả của được họ sâu lại. Chúng ta xem kết quả. Đây. Tiếp theo là chúng ta lấy server và sắp nó thành một cái tiếp tiếp thì gắn kết lại với nhau là làm sao, đúng không? Như vậy thì phần cứng và phần mềm chúng ta có thể tổng kết lại, thì phần cứng chúng ta sử dụng hai cái con lighter này, chúng ta có đủ dò tìm cái phạm vi, hai server dùng để tạo bằng cái ban một cái tiếp nguồn điện bên ngoài cho server, và cuối cùng là Arduino. Phần mềm thì chúng ta dùng sim cộng đồng ở khu vực LL khả năng lưu và nạp trong mỏ web hoặc tương tác 3D xem có thể hiện thực. Đây là sản phẩm của chúng ta. Đây cuối cùng là nó nói đến cái dự án của nó trên cái WordPress này. Và như thế thì tôi vừa kết thúc, tôi vừa giới thiệu với các bạn một cái dự án về web 3D dựa trên Arduino và cái con cảm biến. Và bài giới thiệu của tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở cái bài học tiếp theo.